cả nhà đã quay lại với clip gia đình mình. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Giờ mình đi nấu cơm cả nhà. Công đoạn quen thuộc, giờ lật rau ngâm nước muối nha cả nhà. Rửa rau xong bây giờ mình luộc rau, mở miếng chanh với miếng muối nha cả nhà. Mình cho cái rau nó xanh. Rồi mình xào sao. Mình bỏ ớt với hành vô hột vịt nha cả nhà. Mình quậy lên. Mình bỏ dầu vô chảo. Cho dầu nó nóng mình bỏ lên hột vịt mình chiên. Rồi, đó hột vịt vô cả nhà. Chờ đợi hột vịt như là mình xào rau nha cả nhà. Bỏ tỏi mình xào. Bỏ một chút muối, một chút bột ngọt. Bỏ tí đường. Giờ vịt chín ngon nha cả nhà ơi. Rau chín rồi là mình dọn cơm, mình mời cả nhà ăn với mình nha. Mình dọn cơm rồi mình mời cả nhà ăn chung với gia đình mình nha. Mời cả nhà miếng hột vịt thập cẩm. Rau lang xào tỏi nha cả nhà. Cơm ngon quá mà thiếu bạn đời ăn chung rồi. Cũng buồn nhưng mà biết sao giờ, vì cuộc sống mà cả nhà. Phải chịu thôi. Chồng mình nó không có lên clip trò chuyện với cả nhà, chồng mình cũng buồn lắm đó. Tại vì chồng mình đi làm xa quá rồi không có về được thường. Mong cả nhà thông cảm cho gia đình mình nha. Mời cái nhà miếng nước cả nhà. Ngon quá, bới thêm chén nữa. Nói mình dũng về lắm cả nhà. Mong cả nhà thông cảm mà đừng cười mình nha. Mời cả nhà miếng hột vịt nha nhà. Mình ăn no cả nhà ơi. Mà cả nhà thấy clip này hay, cả nhà cho mình xin một like và chia sẻ đăng ký giùm gia đình mình. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều.